Từ khi trở thành đại sứ yêu quý hiệu của Naris, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ nhiều hơn về luận điểm trong dưỡng da và làm đẹp. Gần đây cô nàng đã khiến cư dân mạng cảm thán khi hoàn ảnh mặc một vô cùng dễ thương và trẻ trung với làn da căng bóng khỏe khoắn. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tầm thường nhắc tới công nghệ trong sản phẩm làm đẹp, để sẵn sàng tốt nhất cho thời tiết giao mùa ẩm ương, Linh đã sử dụng bộ gel Ana với tính năng nuôi dưỡng và hồi sinh sức sống cho làn da dưỡng chất được thấm sâu, hấp thụ vào da nhờ công nghệ ít của Naris chia sẻ trên Facebook cá nhân của Linh. Mặc một sáng sủa khỏi của Mỹ Linh cùng vũ trang ba tại nhà. Cũng giống như những bạn trẻ hiện nay, cô gái 23 tuổi chủ động học hỏi kiến thức để thấu hiểu và để mắt làn da từ rất sớm. Ý thức được tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động, Mỹ Linh hạn chế ra đường và sử dụng sản phẩm mến mộ nhất là máy Mega Beauty Pro vũ trang làm đẹp cá nhân thay thế cho ba tại nhà, thích nhất vẫn là máy Mega, đi đâu cũng phải mang theo vừa được massage kích thích vừa làm tăng hiệu quả của các sản phẩm dưỡng da lên đến 40 lần. Đỗ Mỹ Linh đi cùng Naris, Mỹ Linh cho thấy mình không chỉ là đại diện của một yêu quý hiệu để mắt sắc đẹp, mà còn mang ý thức chia sẻ tầm quan trọng, kiến thức về dưỡng da, công nghệ mới đến cộng đồng. Gần đây Đỗ Mỹ Linh đã thực hiện bộ ảnh cho hành trình thức tỉnh yêu đam mê tỏa sáng sủa. Đây là một chiến dịch của yêu quý hiệu Naris với mục đích thay đổi thói quen để mắt và yêu quý bạn dạng thân của các mới thiếu phụ Việt. Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh lộng lẫy của Đỗ Mỹ Linh với Naris. Tìm hiểu thêm về yêu quý hiệu Naris và chương trình ưu đãi khác là trong tháng 10 tại đây, Bill.ly Naris dù. Liên hệ hotline 0936140000.